Xin chào các bạn, thì lần trước mình đã chia sẻ với các bạn cái clip mở hộp đôi giày Beatrice Hunter phiên bản 1, kế đến là phiên bản 2 vừa ra mắt cách đây. Và bây giờ đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tân binh mới của Beatrice, đó là đôi Hunter phiên bản 3. Hiện tại thì các bạn có thể đặt mua online trên trang web Beatrice hay là Lazada hoặc là Tiki. Và theo mình được biết thì một thời gian tới thì sản phẩm này sẽ chính thức lên kệ, các bạn có thể mua dễ hơn. Thì đôi Hunter mới này hiện tại sẽ có hai màu cho nam, đó là màu xám và màu xanh. Phiên bản cho nữ thì theo mình nghĩ là cũng sẽ sắp ra mắt rồi đấy. Về mức giá thì đôi Hunter mới này vẫn giữ cái mức giá đó là 650.000 đồng như hai cái phiên bản 1 và 2. Và giờ đây mình sẽ mở hộp chi tiết cái đôi giày Beatrice Hunter để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Trên tay mình đây là tân binh mới của Beatrice. Giày vẫn có cách đóng gói như là cái phiên bản 2 với chiếc hộp màu cam rực rỡ với nhiều cái chấm bi xung quanh. Ở đây thì có cái dòng chữ Hunter. Cạnh bên đó là thông tin về sản phẩm. Đây là đôi Hunter màu xám. Và qua 3 cái phiên bản ra mắt vừa rồi, Beatrice đã có nhiều nâng cấp cho cái tân binh mới lần này, nhưng vẫn giữ cái mức giá rất yêu, đó là 650.000 đồng cho giày nam. Giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong chiếc hộp màu cam này nhé. Wow, trên tay mình đây là đôi Hunter mới phiên bản 3. Đi kèm sản phẩm, các bạn còn được tặng thêm một cái chiếc túi màu cam có cái dòng chữ Hunter. Các bạn trai có thể tận dụng chiếc túi này để đi chợ, siêu thị cũng khá là tiện. Hoặc các bạn có thể tận dụng cái chiếc túi này để bảo quản giày khi mà chúng ta đi trời mưa á, thì các bạn có thể bỏ giày vào túi này và bỏ vào trong cốp xe. Hoặc các bạn có thể làm quà tặng bạn gái cũng là khá thú vị đấy. Đôi giày màu xám thì bên cạnh cái sợi dây thắt màu đen thì đi kèm còn có thêm một cái sợi dây màu xám để các bạn dễ dàng thay đổi hơn. Đầu tiên khi các bạn mua một cái đôi giày mới về hay là một chiếc áo mới về, đầu tiên đó là chúng ta hãy cắt tem ra trước đã. Thì trên tem có thông tin bảo hành cũng như là một số thông tin về sản phẩm. Đôi giày mình mua là số 39, cũng là cái số nhỏ nhất ở các phiên bản 1 và 2, chỉ có đến số 44 thôi. Nhưng mà riêng với cái phiên bản 3 này, Beatrice đã tiếp thu cũng như là lắng nghe ý kiến nguyện vọng của các bạn, đã mở rộng đến số 45, giúp cho các bạn nam mà chân to thì có thêm một lựa chọn mới cho mình. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đôi Beatrice Hunter mới phiên bản 3 màu xám. Cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm trên tay là giày nó rất là nhẹ các bạn ạ. Nó vẫn nhẹ, kế thừa cái sự nhẹ nhàng như là ở cái phiên bản 1 và 2. Và ở cái phiên bản mới này có một số thay đổi đáng chú ý so với hai thế hệ trước, và mình sẽ chia sẻ các bạn trong clip này. Phía sau có logo Beatrice cùng với dòng chữ Hunter và vị trí móc dây. Điểm thay đổi đầu tiên đó là cái phần lớp lưới, vẫn là lưới IMET như phiên bản trước, nhưng các bạn thấy là có cái cấu trúc hình lục giác mới nè. Cái việc mà chúng ta mang dài nó thông thoáng hơn cũng như là nhìn nó thẩm mỹ hơn. Phần mũi dài vẫn có đệm bảo vệ để chống va chạm phía trước. Từng đường kim mũi chỉ được may rất đều và cái mức độ hoàn thiện khá là đẹp. Điểm nâng cấp tiếp theo đó là cái phần chất liệu da tổng hợp hai bên dài, nó kéo ra phần sau gót dài luôn. Cái cảm giác mà khi các bạn mang nó ôm gọn chân hơn. Phía trên là dây thắt màu đen, logo Beatrice cũng như là dòng chữ Hunter. Bên trong thì là thông tin số giày, đôi giày này là số 39. Và điểm khác tiếp theo đó là cái phần đế giày. Thật sự đây là cái điểm mình rất thích so với phiên bản 1 và 2. Đó là đế giày có cái thiết kế thon gọn hơn, nhìn đẹp hơn. Về phần đế giày, bên cạnh cái chất liệu xốp pylon như là ở phiên bản trước, với nhiều cái rãnh nhỏ hình chữ C giúp giày chống được trơn trượt tốt hơn. Đặc biệt ở cái phiên bản mới này sẽ có thêm những cái lớp cao su màu cam ở gần mũi và gót giày để chống trơn trượt hiệu quả hơn. Và các bạn thấy là ở phiên bản này không còn cái rãnh ở giữa đôi giày nữa. Về phần miếng lót giày thì không có nhiều thay đổi, nhưng mà cái phần lớp vải lót bên trong mình cảm giác là nó chắc chắn hơn và có sự hoàn thiện tốt hơn là phiên bản trước. Bên cạnh cái bản màu xám mình mua thì mình có mượn thêm cái bản màu xanh để chia sẻ thêm cùng các bạn. Thì ở cái phiên bản màu xanh này thì vẫn như là phiên bản màu xám, phần dây thắt là màu xanh đậm, sẽ còn tặng thêm một cái sợi dây màu xanh lợt khác nữa. Đế thì vẫn màu trắng với cái viền trên màu xanh, và phía dưới đế phần cao su thì sẽ có màu xanh. Có một điểm nhỏ mà mình không thích ở cái đôi Hunter mới này, nó giống như là trên cái đôi Hunter 1 màu cam. Đó là các bạn thấy là ở cái phần đế á, cái phần đế màu trắng nè, và ở trên là chúng ta có thêm một cái viền nhỏ màu đen. Thì cái viền này mình thấy là nó rất dễ tróc, nó giống như là cả phiên bản 1 màu cam vậy. Các bạn đi một thời gian nó rất dễ tróc cái viền màu đen này ra,
nó nhìn nó mất thẩm mỹ và nó mất đi cái vẻ đẹp. Nếu được thì theo mình nghĩ là cái phần này làm liền một màu luôn, hoặc là cái màu sơn viền đen nó phải bền và bám màu tốt hơn. Giờ thì mình sẽ mang và đi để trải nghiệm cũng như là chia sẻ những cảm nhận nhanh khi mình sử dụng nó như thế nào nhé. Đồ hình tơ mới vẫn tạo cho mình cái cảm giác thích thú như là cái bản màu đen đời đầu. Mình nhớ là cái phiên bản màu đen lúc đó mình phải háo hức chạy từ Gòi Bắp qua tới quận 6 đến tận Kobe Tip vào một cái buổi tối trời mưa, Sài Gòn mưa cũng khá là lớn, để mua về quay clip chia sẻ cùng các bạn. Thì với cái phiên bản mới này cũng vậy, mình cũng hành trình như trên nhưng mà vào một buổi chiều Sài Gòn không có mưa. Đó là một điều rất là may mắn cho mình. Cảm giác mang vào chân là dài rất nhẹ, hai bên cái phần da làm cho giày ôm sát vào chân hơn, nó tạo cái cảm giác thoải mái khi mà mình di chuyển. Cái phần mũi giày khá dẻo, nó giúp mình đứng trên nhiều cái địa hình khác nhau cũng như là mình di chuyển rất là thoải mái. Đặc biệt với cái lớp lưới thiết kế hình lục giác, nó cho mình cái cảm giác thông thoáng, thấm hút tốt hơn, cái đôi chân mình nó được thoải mái hơn. Nhất là khi mà các bạn di chuyển nhanh, chạy bộ nè, hay là khi các bạn đi xe máy á, nó có một cái luồng gió mát nhẹ lùa vào cái phần lớp lưới đôi giày, nó cho mình cảm giác rất là thích thú, nó không có cái cảm giác mà nóng khó chịu. Có thể nói những đôi giày Hunter đã mang lại một cái luồng gió mới hấp dẫn hơn, sôi động hơn cho Beatit cũng như là những cái sản phẩm mang thương hiệu Việt. Nhưng mà để so sánh với các thương hiệu lớn khác trên thế giới có giá trị hàng triệu đồng thì có thể nói là một sự so sánh quá khập khiễng, hay có thể nói là một cái khoảng cách quá xa. Nhưng đây cũng là một cái cố gắng thay đổi đáng ghi nhận của Beatit. Giống như những video trước, sẽ có bạn hỏi là tại sao kênh công nghệ lại chia sẻ về giày. Thì mình thích mình chia sẻ thôi. Và nếu chưa dùng qua, hãy ngừng chê các bạn ạ. Các bạn hãy sử dụng hàng Việt nhiều hơn. Tại vì khi các bạn có sử dụng, có mang thực vào chân thì các bạn mới có cảm nhận thực tế cũng như là chia sẻ góp ý cùng nhau để các sản phẩm Việt ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy có nhiều thay đổi nâng cấp hơn so với phiên bản 1 và 2 nhưng mức giá vẫn không đổi, đó là 650.000 đồng cho giày nam. Đây là một cái mức giá rất sinh viên. Hiện tại giày nam mới có màu xanh và màu xám thôi. Từ giờ đến cuối năm thì theo mình dự đoán Beatit sẽ tung ra nhiều cái mẫu mới, màu sắc mới, hấp dẫn hơn. Theo mình thì phiên bản 3 dành cho nữ cũng sắp ra mắt rồi đấy. Và hy vọng vẫn giữ cái mức giá rất yêu, đó là 495.000 đồng như phiên bản 1 và 2 dành cho nữ. Vậy là mình vừa thực hiện xong cái video mở hộp cũng như là chia sẻ những cảm nhận nhanh đôi giày Beatit Hunter phiên bản 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm thích cũng như là chia sẻ nếu các bạn thấy video này thú vị nhé. Và nếu video này được 500.000 lượt xem trong 45 ngày, mình sẽ tặng cái đôi giày Hunter 3, một đôi mới luôn, cho một bạn may mắn nhất. Mình nói là mình sẽ làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có lẽ đây cũng là video cuối mình chia sẻ cùng các bạn. Thì ngoài cái công việc chính mỗi ngày mình làm thì tối về đam mê của mình là quay video chia sẻ cùng các bạn về các sản phẩm công nghệ, về những cái hiểu biết của mình. Cũng đã hơn 3 năm gắn bó, với những ngày nghỉ cuối tuần thì mình đều đặn đi quay clip từ cái thời đầu kênh YouTube đầu tiên của mình, đó là Thanh Nhân. Thời gian đó mình rất vui vì mình tìm thấy được cái niềm đam mê chia sẻ. Bên cạnh đó thì mình cũng gặp rất nhiều khó khăn vì kênh YouTube của mình còn rất là bé, thì để mượn được cái sản phẩm, mượn được máy để quay chia sẻ là một cái điều rất là khó khăn. Thì phần lớn các sản phẩm mình tự bỏ tiền lương ra mình mua, và sau khi quay xong thì mình lại bán lại, nó rất là lỗ. Vì thế đã có rất nhiều lúc mình lâm vào cái con đường túng quẫn, giờ thì phá sản luôn rồi. Nên mình sẽ tạm chia tay với cái niềm đam mê chia sẻ này ở đây. Có dịp ngồi và xem lại tất cả những video đã qua thì thật sự mình thấy nó còn quá tệ, rất nhiều yếu kém từ cái cách quay cũng như là lời nói mà mình có thể cố gắng hơn, mình có thể làm tốt được hơn. Nhưng mà sức người thì nó cũng có hạn, thì chủ yếu video mình quay buổi tối thôi nên về càng về khuya thì con người sẽ cảm giác buồn ngủ nè, giọng nói của mình cũng nhựa, ì ạch hơn. Nhưng mình cũng rất cảm ơn các bạn đã xem cũng như các bạn đã chia sẻ, bình luận, góp ý cùng mình trong thời gian qua. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.